Ok, thì xin chào tất cả như anh em đã quay trở lại kênh của mình. Thì mình là Phong đây. Rồi, thì trước khi chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thì mình có một vài lời muốn nói với các bạn. Đó chính là kể từ lúc 24 giờ đêm ngày hôm qua, hay còn gọi là 0 giờ sáng nay ấy, thì kênh của mình đã chính thức được mở cái tab cộng đồng rồi các bạn ạ. Nói chung là mình cũng rất là bất ngờ vào cái thời điểm đấy. Bởi vì theo như mình được biết ấy, thì kênh phải được khoảng 1.000 lượt đăng ký thì mới mở được cái đấy cơ các bạn ạ. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ ở đấy thì kênh mình tự nhiên hôm qua được rồi. Cho nên là sắp tới thì mình sẽ có thể đăng những cái kiểu như status ấy. Đấy, lên về bất cứ thứ gì mà mình cảm thấy khi chơi game hay gì đấy mà mình chia sẻ cho anh em mà từ trước đến nay mình không làm được. Mỗi lần làm thì phải làm cả một video để đăng lên cơ. Rất là khó khăn. Hay là còn những cái cuộc như là vote đấy, các kiểu đấy thì hoàn toàn có thể làm được ở trên cái tab cộng đồng. Rồi các bạn, chỗ mình hơi ổn tí. Thì kể từ bây giờ chúng ta có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn nội dung để đăng rồi. Ok nhé. Thì thôi, mình chỉ muốn nói với các bạn vậy thôi. Ok, chúng ta cùng quay trở lại với video nào. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tập số 11 của tựa game Death Palette, bảng màu chết chóc nhé. Và như tập trước các bạn có thể thấy là lý do của cô gái kia là tại sao chết. Và chúng ta vẫn còn việc chưa hoàn thành được để có thể chính thức là thoát ra khỏi đây các bạn ạ. Rồi, bắt đầu nào. Xem nào. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ cái ngày hôm đấy. Tôi bây giờ trở nên già rồi và còn ốm nặng nữa, giống như cái ông già trước đó. Tôi cảm giống như cái ông già chủ nhân ấy, thì tôi cảm nhận được cái sự hiện diện của thần chết đang đến với tôi từng bước, từng ngày lại gần tôi hơn. Và cuối cùng thì những bức tranh của tôi nếu thúc online mình cũng không hiểu nghĩa là gì lắm. Ok, và cô ta thì đang nằm sâu ở trong cái xưởng studio đã đóng của tôi. Ở trong tầng hầm. Rồi. Tôi đã không thể hoàn thành lời hứa với cô ấy. Cái cây cọ vẽ của tôi sẽ không bao giờ có thể vẽ được bất cứ một thứ gì nữa. Nhưng mà có lẽ là cái thân như cứ như là chúng ta lại trở thành ngày một cộng cộng vậy. Ủa? Có bậc thang rồi đấy các bạn ơi. Rồi, không có phòng. Chúng ta mất phòng rồi. Thử thế nào. Bức tranh thì hoàn toàn là trống rồi. Tôi không cảm nhận được cô ấy. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta không còn gì để làm cả. Cái gì đây? Không gì cả. Hay đi lên cầu thang. Nếu như tôi leo lên chúng thì có thể tôi sẽ thoát khỏi cái cơn ác mộng này. Tôi nghe tiếng động ở đằng sau tôi. Con mèo này. Ơ kìa. Cái gì đây? Đúng lửa à? À không phải. Đây là cái khuyên tai hình vỏ sò các bạn ạ. Mà của ông già kia đã vứt ra sàn. Rồi, chúng ta chỉ có một cơ hội, một mạng sống duy nhất thôi. Vẽ bông tai lên. Tại sao nó ở vị trí này? À, màu vàng các bạn ạ. Đây, bởi vì mình chọn màu vàng mà. Úi giời. He he.
Anh lại trở lại rồi à? Đúng là một con người kỳ lạ mà. Và tôi thì cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Như vậy là cô gái vẫn chưa chết và chúng ta có thể vẽ tiếp được à? Nhưng mà bây giờ các bạn có thể thấy là chỉ trừ màu vàng ra thì cả toàn bộ cô gái này đang màu đen rồi. Chắc là chúng ta phải vẽ lại từ đầu. Tôi ngủ và anh đánh thức tôi dậy. Tôi thức và tôi khiến anh gì đấy. Đã đi ngủ. Ok. Anh không thể suy nghĩ được gì nữa đúng không? Nhưng mà nhớ anh thì tôi đã nhớ lại mọi thứ. Cái người họa sĩ mà đã vẽ tôi. 6, à không, 7 ngày mà tôi dành thời gian cho anh ta, dành thời gian cùng anh ta. Anh muốn biết lý do tại sao mà tôi lại rơi khỏi cửa sổ à? Ủa, ghê quá. Cái gì đây? Tôi không rơi mà là cái người mẫu của tôi, cô gái đấy. Là sao? Nhỉ, đây là bức tranh vụ cô gái nhỉ? Bức tranh vẽ cô gái thôi mà nhỉ. Đúng rồi, đây có phải là người thật đâu. Đúng rồi, đây chính là bức tranh mà gì nhỉ, là thanh niên họa sĩ này vẽ thôi chứ không. Và bằng một cách nào đấy thì bức tranh này nó trở nên là sinh động và có hồn các bạn ạ. Chứ thực sự thì cô gái kia thì vẫn đã chết rồi. Tôi chỉ có thể nhìn sự việc đã diễn ra qua cái khung tranh này. Tôi đoán đấy chính là do lời nguyền của cô gái, cô chị gái. Họ đều ngã ra ngoài cửa sổ và chết, đúng không? Cô ấy có ở trong cùng một căn phòng, cùng một diện mạo và cùng một cái gì đấy, thái độ hay gì gì đấy. Và họ cũng chung một cái số phận. Khiếp, cứ để ngoại cổ này ghê quá anh mất ạ. À không, tôi chỉ đang đùa bạn thôi. Giờ này lúc để đùa. Quá là xấu hổ để có thể nói về nó. Nó thật là ngớ ngẩn. Sau đó thì tôi được đắm chìm vào trong một biển màu sắc. Tôi đã quên tất cả mọi thứ khi mà tôi ngồi đây ở trong bóng tối. Tại sao tôi được vẽ và ai đã vẽ tôi? Đó là những gì mà cái người mẫu, hay đúng hơn là cái cô gái đó đã từng nghĩ. Tôi cứ có cảm giác rằng có một cái thứ gì đấy nó không đúng ở đây. Và rồi tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi vẫn chưa được hoàn thiện. Tôi đã hỏi tất cả những cái người nào đã đến đây, nhưng mà tôi rất xin lỗi vì getting a little rough ho. Không phải làm phiền hay gì đấy. Tôi chỉ là một bức chân dung, vậy nên tôi chỉ đang cố gắng diễn theo diễn như cái cô gái đó, diễn cô gái người mẫu đó thôi. Có lẽ là tôi đã làm hơi quá một chút. Và anh thì cũng gần như rất là giống cái họa sĩ đó. Ủa, thế tới là kiếp trước à?
Anh có vẻ là im lặng với lại là u ám, ảm đạm hơn là những người khác. Vào ngày thứ sáu thì anh ta đã hoàn thành là cái bức phác thảo của anh ta. Rồi cả một cái, cả những cái cảnh vật xung quanh nữa. Mặt trời mọc thì phải. Và rồi thì anh ta cho đưa chúng cho tôi xem. Anh ta nói rằng anh ta muốn muốn gì? Muốn tiếp tục vẽ tôi kể cả khi mà cái công việc này đã kết thúc. Thật là thiếu tôn trọng. Lý do vì sao tôi đã như ra khỏi phòng. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là cô ta thực sự là thất vọng, khó chịu. Và sau đó thì cô ta đứng trước gương và thật là bất lịch sự khi mà ta tò mò hay là tọc mạch vào những cái bí mật của phụ nữ. Cô gái đó và tôi, bức chân dung của cô ấy. Đặt anh ta vào rất là nhiều những cái thử thách. Đã đến lúc mà tôi kết thúc nó rồi. Cảm ơn chàng họa sĩ im lặng của tôi. Gửi lời xin chào cho đến cái người. Ok. Người bạn là người môi giới tranh của tôi. Tôi đoán rằng là anh ta thích tất cả những thứ gì mà anh vẽ. Để nói về tôi thì làm ơn hãy treo tôi ở một cái xưởng triển lãm rộng. Cùng với những cái tác phẩm, cùng những với những cái tuyệt phẩm của những họa sĩ nổi tiếng khác bên cạnh tôi. Và vẽ trái cây, trà cũng như là đồ ăn vặt. Và cũng như là một con chim và một con mèo để trò chuyện cùng. Nhưng mà tất nhiên là phải vẽ hai con đấy cách xa nhau rồi nhá. Ôi rồi ôi. Khiếp, nói chuyện mà cứ rụng cổ này có chết không các bạn ơi. Cái đầu của tôi. Rồi lại quay về. Rồi. Thì đã đến lúc mà anh có thể đặt lại cái tấm màn nó lên tôi được rồi đấy. Tôi rất là khó để ngủ khi mà nó quá là sáng. Có thể là tôi sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa. Tôi rất trông đợi vào một cái căn phòng cấm. Và một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ có một trong những cái bức tranh của anh của bên cạnh tôi. Tôi mong là anh sẽ tiếp tục luyện tập cho đến cái ngày đấy. Chúc ngủ ngon.
sao nó có thể nào ấy nhỉ? Rồi nhưng mà thôi, chúng ta biết được đấy chính là cô gái với bức tranh này là hai cái vật thể nó khác nhau bạn ạ. Cô gái kia thì cũng đã chết rồi, còn bức tranh này thì chỉ đơn giản là bức tranh cũng vẽ về cô gái đấy thôi, nhưng mà bây giờ nó biến thành một cái kiểu sinh vật là gì nhỉ, sinh vật sống rồi ạ. Cũng có những cái suy nghĩ và cũng có thể nói chuyện được với con người. Tất cả là do lời nguyền của chị gái đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đi thôi nhỉ. Rồi ok, đi lên cầu thang này. Úi giời, úi giời, quay đầu lại. Có tiếng gì à? Không có tiếng gì cả. Chúng ta đi tiếp. Lên. Đây là tất cả đang ở trong một cái tầng hầm vừa tối vừa đen, và bức tranh cô gái thì vẫn ở yên trong đấy. Ngực tôi đang gào thét, mặt trời thì bắt đầu lặn hay mọc không nhỉ? Thôi là chắc là lặn đấy, lặn ở ngoài kia, và cuối cùng thì tôi cũng ra đến cửa. Với một cái đôi tay run, đôi bàn tay run rẩy thì tôi mở khóa từng cái ổ khóa. Tôi đã hứa với cô ấy, nếu như cô ấy, nếu như bạn vẫn còn đang đợi tôi, này anh bạn, ok, bạn đến từ lúc nào vậy? Liệu đã có bất kỳ ý tưởng gì về một cái bức tranh mới chưa? Tại sao anh lại đóng lại, đóng cửa sổ các bạn? Cái khung cảnh tuyệt vời như vậy, ngồi trong bóng tối chỉ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn thôi. Nhưng mà tôi đoán là cái việc đấy thì có vẻ đang diễn ra rất là tốt đẹp, khá là tốt đẹp cho đến thời điểm hiện tại. Tôi có một bức tranh mà tôi muốn cho anh xem. Từ từ đã, hãy cẩn thận khi mà bỏ cái tấm màn xuống. Mình chả biết là nãy giờ đang nói chuyện với ai nữa các bạn ạ. Cũng không phải. Trong một giây phút thoáng qua thì mình đang nghĩ là đây là cuộc hội thoại giữa cái người người môi giới với lại là một tay họa sĩ khác các bạn ạ. Nhưng chắc là không phải đâu nhỉ. Và hãy tập trung chú ý vào cái ánh sáng và cái nhiệt độ xung quanh đây. Cô ấy rất là gì đấy, anh biết đấy. Này, chuyện gì vậy? Có vẻ như là tâm trí anh đang lạc mất ở đâu đấy à? Này, chuyện gì vậy? Có vẻ anh đang sợ để có thể, anh có quá sợ để có thể kéo được cái tấm màn này xuống hay gì? Kéo đi kìa. Ở điện thoại này. Anh đang làm gì vậy? Với cái điện thoại một cách đột ngột. Có vẻ như là anh chỉ vừa mới thức dậy khỏi một giấc mơ. Nhưng mà hay sau đó thì anh sẽ quay trở lại hiện thực thôi. Mình đã quen những cái điện thoại màn hình đầy màu xanh các bạn ạ. Thường bây giờ hiện ra giờ nó cũng không quen. Ngay khi mà anh nhìn thấy bức tranh này. Úi dồi, ánh sáng chan hòa đẹp thế nhỉ. Anh nhìn thấy gì khi mà nhìn vào bức tranh này? Anh nhìn thấy một cô gái với lại là bông hoa màu xanh trên mái tóc cô ấy à? Chờ đã. Cái gì cơ? Từ từ nhá. Có chuyện gì nó diễn ra vậy?
Lẽ là đây phải là một cái bước chân dung của một cô gái chứ. Đó phải là một bức tranh về một cái cô gái rất là kinh dị. Tôi thề đấy. Cô ta có một cái gì đấy rất là lạnh lùng và nguyền rủa khi mình nhìn vào cô ta. Chắc chắn rồi. Nó là một cái bức tranh cũ và rất là kiểu bị gì à? Mục gì, gì đấy khi mà tôi nhận được nó, chứ không phải là một thứ trắng thuần khiết như thế này. Nó hoàn toàn là biến mất và bắt đầu có vẻ là vẫn gãy gãy nứt lời. Trời ơi, tôi đoán là nó thực sự không được bảo quản tốt cho lắm. Ây da. Ok, nhưng mà xin lỗi, anh có thể giúp tôi loại bỏ thứ này được chứ? Như thế nào, tôi sẽ trả. Tôi sẽ trả công cho anh bằng cách là giới thiệu tranh của bằng cách là quảng bá tranh của anh khi mà anh hoàn thành nó. Dù sao thì chào nhé. Chắc đúng là người môi giới thật rồi các bạn ạ. Hello. Bức tranh đã hoàn toàn là bị biến mất. Có vẻ như là nó có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Bây giờ làm gì? Mở rèm ra. Úi dồi ôi. Mà chúng ta mở rèm ra trong khi ạ, bức tranh vẫn đang được. Sau cái công việc này, khi mà cái công việc này kết thúc, tôi ước rằng là có thể tiếp tục vẽ vẽ cô. Chắc là vậy, bạn vẽ cô đấy. Tôi chỉ muốn vẽ cô thôi và không một ai khác. Cô cái người mà tỏa sáng khi mà mặt trời lặn. Ok, như vậy chúng ta đã chính thức hết ở game này rồi. Đây rồi, đây là cái cô gái người mẫu với lại là chàng họa sĩ này. Ok. Đây là cố gắng lại là phá tung lên đây. Rồi, để ra ngoài phòng. Mình sặc con ạ. Rồi, lại em. Sau khi đuổi ra khỏi phòng thì lại thu lại cái đống vừa vứt đi và lại tiếp tục xem chúng. Đấy, tại sao nó không cho mình mấy cái tranh. Rồi, lại đóng lại. Bây giờ là mở cửa sổ ra đúng không? Đấy, tại sao nó không cho mình xem những bức tranh này, có khi nó còn dễ hiểu hơn là mấy cái nội thoại đấy các bạn ạ. Nó vừa dài với lại nhiều lúc nó cũng có khó hiểu các bạn. Là thực ra đúng hơn là mình khó dịch ấy, chứ hiểu thì mình không hiểu. Đấy, cứ như này là dễ hiểu hơn nào. À, cũng hiểu. Rồi, ok. Mở toang cửa sổ thôi. À, hiểu hiểu hiểu. Đây chính là lúc mà cái thanh niên này nhìn vào gương và tự tự nhủ cái gì đấy. Rồi, chạy ra ngoài. Ok. Đây rồi, lại mang bông hoa với lại là cái hộp bà cho em. Ok, là gắn gắn cái bông tai lên. Ok. Rồi, gió lại bay mất mấy cái bản phác thảo bản vẽ thế rồi. Ê, từ từ. Từ từ. Ôi, thôi xong rồi. Ôi, thôi xong rồi.
toàn bộ câu chuyện này là đang là nhờ những gì đã diễn ra, cái lý do thật sự mà cô gái đấy chết đấy gọi là, và đang được miêu tả dưới góc nhìn của gái cứ tranh chân dung đấy. Cất vào kho và bị nhét vào trong xưởng radio. Rồi, rất xin lỗi các bạn nhé. Nói chung là như những gì mình vừa nói khoảng mấy phút trước thì nó chỉ là những cái bức tranh, bức ảnh thôi, không có lời thoại đâu cả. Nhưng mà nó kiểu nó còn dễ hiểu, với lại là mang lại một cái sự xúc động nó còn nhiều hơn cả những cái đoạn hội thoại với tin nhắn nữa các bạn ạ. Đây có lẽ là lần thứ ba mà mình khóc khi mà mình chơi một tựa game xong mình đăng lên kênh của mình. Thứ nhất là chú mèo không tên này, Nameless Cat này. Thứ hai là nhà của gấu này, Best Restaurant. Và thứ ba là tựa game này các bạn ạ, Dead Planet. Không biết là sau đoạn này thì chúng ta có được thêm một cái tia hy vọng được không. Nhưng mà khi mà biết được lý do thực sự của cô gái này chết thì nó còn khiến cho tựa game này nó kết quá là buồn rồi đó. Nó quá là sáng. Ok, đây là cái khung khung cảnh có cái bức chân dung với lại cái cửa sổ mở toang này. Lại bao nhiêu lần? Lại còn bao nhiêu lần nữa? Thì là tôi đã nhắc cô, tôi đã phải nhắc cô bao nhiêu lần rồi? À, tôi đã phải nhắc anh bao nhiêu lần rồi? À, anh lãng mạn không tốt cho tranh đâu. Anh là một cái họa sĩ tệ hại, anh biết điều đấy chứ. Mặc dù thì tôi vẫn trông khá là đẹp khi mà đối diện với mặt trời lặn như vậy. Tôi tự hỏi nếu như mà anh ấy cũng đang ngắm nhìn nó, ok, đoạn cuối mình không biết là nói với ai các bạn ạ. Cảm ơn vì đã vẽ tôi. Ok, chắc khuyên tai màu vàng. Ơ sao có con mèo đây nhỉ? Chúng ta không bấm được vào con mèo các bạn ạ. Ok. Rồi, ok, như vậy tự nhiên mình đã chi tiết hết rồi các bạn ạ. Và bức tranh này đã được đem đến cái bờ biển. Đúng hơn là mình không biết có phải bức tranh không, chắc không phải đâu, bởi vì có thể như là bức tranh nó tan biến rồi, cho nên em không tranh ở đây thôi. Đến bên bờ biển. Đúng như cái ước muốn của cô gái hồi còn sống rồi đó. Xúc động thật chứ. Ok, thì chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tựa game tiếp theo. Ok, bye bye mọi người.